nhìn ruộng lúa nhà tớ có rộng không? Hôm nay ra đây để bắt mấy con ốc bươu mới được. Hôm trước nó ăn hết cây lúa nhà tớ các bạn ạ. Đây này, đấy, cái cục màu hồng này chính là trứng của con ốc bươu đấy. Một này, hai này, bây giờ phải tước các cái cục này ra. Đấy, rứt ra nó nhớt nhớt đây này, để vứt đi. Không là về sau nó nở ra ốc con, nó sẽ ăn hết cây lúa đấy. Là sẽ không có lúa, có thóc, có gạo cho mọi người ăn đâu. Ngoài bắt trứng ốc ra, các bạn phải bắt cả ốc đây này. Đấy, những cái con ốc này này là nó đang chuẩn bị đẻ rồi đấy. Mình phải bắt, mình vứt nó lên bờ đi. Rồi. Không cho nó ở dưới ruộng lúa này nữa. Đây này, ở đây cũng có một mảng trứng này. Ốc này đẻ lắm thật đấy. Ô, có cái tiếng gì nhỉ? Có tiếng kêu cứu ở đâu nhỉ Mây? Cậu có nghe thấy không? Hình như tớ cũng nghe tiếng kêu cứu ở đâu ấy cậu ơi. Phát ra từ đằng này này. Từ đằng này á? Nhìn này, ở chỗ này sao có nhiều ốc thế cậu ơi? Hình như là những cái con ốc này nó đang ngăn cản con cá này, không cho con cá này chạy cậu ơi. Wow, đúng rồi. Ở đây có một con cá vàng, tuyệt đẹp luôn. Wow, đây này đấy, những con ốc nó đang xếp thành một vòng tròn này để giam giữ bạn cá này đúng không? Đúng rồi. Chắc chắn là những con ốc này có ý định xấu xa cậu ơi. Chúng định ăn thịt bạn cá này đấy. À, những cái con ốc này. Này, để tớ vứt ra, giải thoát cho bạn cá nha. Dám định ăn thịt bạn cá vàng à? Đây này, bạn cá đẹp như thế này cơ mà, sao lại ăn thịt bạn cá được? Wow, một bạn cá trông rất là xinh luôn, bé tị tê. Hình như đây là cá con đúng không? Đúng rồi, bạn này là bạn cá con đấy. Mà Nhím ơi, bạn cá bơi ở dưới cái vũng nước này. Và nước này cũng rất cạn rồi. Bây giờ chúng mình phải đưa bạn cá ra chỗ khác thôi. Chứ không, nắng lên là nước ở đây sẽ cạn hết. Bạn cá sẽ bị mắc cạn đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Ở cái cánh đồng này sắp cạn hết nước rồi. Bọn mình phải mang bạn cá này đi đến chỗ nào khác thôi. Đây, tôi kiếm được một cái hộp rồi. Bây giờ chúng mình cho bạn cá này vào trong này đi. Cá ơi, không phải sợ đâu. Những con ốc này đã bị bọn tớ đuổi đi rồi. Vào, vào đây. Ấy, ui, bạn cá vàng này đẹp thật đấy. Vào đây nhá. Ở trong đây, bọn mình sẽ mang bạn cá này đến một cái ao mới. Đi thôi. Đi thôi cá vàng ơi. Ơ, chỗ này có cái gì đen đen ấy nhỉ? Có cái gì đang chuyển động dưới mặt nước các cậu ơi. Đâu? Đây này. Tớ có nhìn thấy gì đâu. Đen xì luôn. Cái gì đen xì này? Ui, có khi nào là con đỉa không? Ừ, không, con đỉa nó màu vàng cơ. Ui, con này đen lắm cậu ơi. Để tớ xem nào. Khó nhìn thật đấy. À, hóa ra cũng là một con cá vàng. Không phải, đây là cá đen mà, không phải cá vàng đâu. Cá đen à? Một con cá. Ui, nhưng mà tại sao hôm nay cánh đồng này nhà tớ lại nhiều cá thế nhỉ? Bạn cá này cũng đang tìm cách để thoát khỏi cái vũng nước này này. Bọn mình có mang về không Trang ơi? Mang về cậu ơi. Để tớ cho vào cùng ô với bạn cá vàng này nha. Đấy, một bạn cá màu đen, một bạn cá màu vàng. Đẹp chưa này? Nhím ơi, tớ phát hiện ra ở dưới nước dạ này có con gì nó đang di chuyển này. Hay là lại một con cá nữa cậu ơi. Người màu vàng như là đất luôn. À, đúng rồi, lại một con cá cậu ơi. Lại một con cá như thế à? Để tớ thử bắt nhá. Bắt cá này bơi nhanh quá. Có bắt được không? Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng là một con cá thôi. Cho bạn đi lên này. Yeah, đẹp chưa này? Cho nốt vào đây nào. Thả luôn vào đây. Chắc là hết rồi đấy. Bọn mình mau mau mang những cái bạn cá này về cái ao thả đi. Chứ không á, để ở đây trời nắng quá là các bạn sẽ chết đây. Đi thôi. Rộng thật đấy. Đúng rồi, các bạn cá sống ở đây á thì không bao giờ lo cạn nước luôn. Nào, đi đi nha. Bye đi bye. Đi các bạn cá nha. Bye bye cá nha. Đấy, các bạn cá đang bơi ra ngoài rồi kìa. Ui, Nhím ơi. Cái bạn cá màu vàng mà vừa lúc nãy cậu thả biến thành cái gì kìa? Ôi, đẹp quá. Một nàng tiên cá. Đúng rồi, con cá vàng ở đây biến thành nàng tiên cá rồi kìa cậu ơi. Nàng tiên cá còn đang bơi tung tăng kìa. Hình như còn đang mang theo cái gì tiến lên chỗ bọn mình kìa. Chắc là nàng tiên cá mang quà đến cảm ơn chúng mình đấy. Bởi vì chúng mình đã giúp đỡ nàng tiên cá. Wow. Nàng tiên cá cho bọn mình cái gì đây? Lạ quá cậu ơi. Nhìn trông như một tấm bạt vậy. Cái gì bên trong vậy cậu? Tớ không biết. Nhìn lạ quá. Ui. Ô. Hình wow. Nàng tiên cá cậu ơi. Wow. Một cái diều nàng tiên cá chứ không phải hình nàng tiên cá. Đưa tớ xem nào. Nhìn này các bạn ơi. Đấy đuôi của nàng tiên cá. Còn đây chính là mặt của nàng tiên cá này. Hóa ra là nàng tiên cá tặng cho chúng mình một chiếc diều. Thế nhưng mà diều này lắp thế nào vậy cậu?
đi, bọn mình thử ra đồng xem, lắp cái diều này lên xem có bay được không cậu ơi. Bây giờ mình sẽ bỏ cái diều này ra để buộc dây vào, xong thả nhá. Cái đuôi này này phải duỗi thẳng ra, đấy đuôi cá to chưa? Đuôi nàng tiên cá luôn. Để đan cái dây này, cái thanh này ngang vào đây để căng cái diều này ra cho nó thật phẳng. Đấy, được rồi. Bây giờ tôi sẽ buộc cái dây vào đây. Đấy, buộc thật chắc vào nhá. Không lắc nữa, mà bay lên cao á là mất diều luôn đấy. Đấy, được rồi. Tên 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 tên. Một chiếc diều nàng tiên cá. Bây giờ để tôi thả nhá. 1, 2, 3. Here we go. Trang ơi, diều lên cao mới đẹp thế. Cậu đưa đây, cho tớ mượn, tớ thử một tí xem nào. Hui à! Ui, như kiểu làm cái đang bơi kìa. Amazing. Diều này là diều của tớ. Đưa đây, để tớ thả. Đẹp thật đấy. Nàng tiên cá càng ngày càng bay lên cao kìa. Diều này là diều của tớ. Nàng tiên cá tặng tớ. Diều nào là diều của cậu? Diều này là diều của tớ. Diều nàng tiên cá tặng cả hai chứ. Nhưng mà tớ là người có công bắt diều, cho nên diều này là diều của tớ. Rõ ràng là tớ cứu được con cá vàng, xong thả nó về ao nhà tớ mà. Thế nên là nàng tiên cá cho diều tớ chứ có cho diều cậu đâu. Nhưng mà tớ là người có công lắp cái diều này. Tớ lắp được diều cho nên diều mới bay lên như thế này. Không phải là cậu lắp đâu, cho nên diều này là diều của tớ. Được rồi, Trang ơi, cậu nhớ mặt tớ đây nhá. Đáng nhẽ cái diều này của tớ mà cậu giành mất nhá. Đã thế tớ chả thèm nữa. Diều này nàng tiên cá chứ gì. Đẹp thì đẹp đấy, thế nhưng mà nàng tiên cá chỉ con gái thích thôi. Tớ vẫn thích diều siêu nhân hơn. Cậu đợi đấy nhá, tớ về tớ mang diều siêu nhân nhà tớ ra, tớ thả còn đẹp hơn cả nàng tiên cá của cậu cơ. A few moments later. Tớ mang diều siêu nhân của tớ ra rồi đây này. Đâu? Diều siêu nhân đâu? Đây. Diều siêu nhân người nhện à. Diều siêu nhân người nhện cơ à? Đợi đấy, tớ lắp vào đây. Lắp cả cái này này. Lắp vào đây này. Diều siêu nhân thì làm sao mà bay nhanh bằng nàng tiên cá được. Nàng tiên cá còn có đuôi quẫy 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 một cái á là bay cao tít luôn. Siêu nhân thì mới bay giỏi chứ tiên cá thì chỉ bơi giỏi thôi. Đấy. Này, bay này. Siêu nhân bay gì mà bay buồn cười thế. Liệt sang trái, liệt sang phải rồi đâm vào rặng luôn. Trời ơi, diều siêu nhân này của mình sao hôm nay nó bay chán thế nhỉ. Rõ ràng hôm trước bay đẹp thế cơ mà. Thế chắc là do hôm trước bay bị ngấm nước mưa rồi. Cậu chờ tớ một tí, để tớ sửa lại cái diều siêu nhân của tớ đã. Chờ tớ một tí, để tớ nối thêm cho nó cái đuôi đã nào. Đây, một găng tay này. Cho vào đây một cái đuôi. Đây rồi, tớ đã lắp thêm cho cái diều siêu nhân này của tớ hai cái chân phụ á, lần này đảm bảo sẽ bay lên luôn. Đâu, cậu thả thử xem nào. Hình như là cái diều siêu nhân này của cậu thích bay như thế hay sao ấy. Ô, lên được rồi kìa. Thấy chưa, diều siêu nhân của tớ trông cơ bắp chưa. Đấy, bây giờ nó có thể bay ngon nghẻ luôn rồi. Chứ diều nàng tiên cá cậu tớ cũng chả thèm. Ấy, diều siêu nhân của tớ đang bay cao hơn rồi kìa. Diều nàng tiên cá của tớ mới bay cao. Siêu nhân đầu tiếp cận đảo, chiến đấu đâu. Ui cha. Đâm này, đâm này, diều siêu nhân đâu. Đâm vào nàng tiên cá đi, cho nàng tiên cá rụng luôn. Cho bạn chạc hết tinh que. Đâm này, đâm luôn này. Vỉa cái đuôi vào đầu siêu nhân này. Vỉa cái đuôi vào đầu siêu nhân này. Đánh vào đầu này. Đánh vào hai cái cánh này. Diều siêu nhân của bạn nhím lặng anh rồi cái kia. Thua là cái chết. Thấy chưa, siêu nhân của cậu ai chỉ có thua nàng tiên cá ở tớ thôi. Ui cha. Một cú vỉa cực mạnh luôn. Liệu diều siêu nhân hay nàng tiên cá sẽ chiến thắng nhỉ. Ui kìa, nàng tiên cá có lên. Đánh bại diều siêu nhân của bạn nhím đi. Ui không, diều siêu nhân của tớ. Ui, diều siêu nhân bay ra đi. Ui trời ơi, sao lại cùng với nàng tiên cá rơi ra kia. Rơi. Cả hai cái diều cùng rơi xuống dưới ruộng rồi. Tại diều siêu nhân của cậu cứ lao vào nàng tiên cá của tớ. Vừa mới hôm qua bị dính luôn rồi. Được không nữa đây. Này, cẩn thận mà lôi diều vào cái
ướt nhẹt rồi. Thế này thì làm sao mà thả được nữa? Ui chạy, ướt hết rồi. Tiểu nàng tiên cá của tớ ướt bẩn hết cả cái đuôi rồi. Nhìn này, dính đầy bùn. Lần sau tớ chả thèm đi thả diều với cậu. Thả diều với cậu á, bây giờ diều đâm ướt hết cả rồi. Thôi bây giờ đi về thôi.